tổ chức chương trình The Voi Cúc. Lại Thủ Thành. Làm như không biết vậy, đố bài. Chị Cà Ná với Cà Mau phải không? Là ba má Cà Mau, con Cà Mau phải không? Đúng. Là gần cái chỗ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đó bên Bạc Bác Lầu hồi xưa nổi tiếng đó. Về ca cổ lắm đó. Thì đó, có biết ca giọng cổ không ca chú nghe? Đó là quê hương con mà. Ca bài về quê Cà Mau đi kia. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngà, bảy cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Thôi bỏ đi ha, bỏ đi, bỏ đi. Con Thị Màu đâu? Con Thị Màu đi chụp hình khỏa thân vì môi trường rồi. Muốn chụp hình khỏa thân là người ta phải có cái điểm hấp dẫn. Thí dụ như chân dài tới nách. Còn mày lông nách dài tới chân, mày hiểu không? Trời ơi, mày kinh dị lắm. Ông xã trưởng. Cái gì cưng? Biết nó chụp hình khỏa thân ở mã của ai không? Mã ai? Mã ông nội xã trưởng. Hả? Tao nghiệm ra một câu hoàn toàn đúng luôn. Người ta nói là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu là mày đó. Đấy là ông nói theo con ấy. Không có người phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ sửa mái mà không đẹp là con này. Nhưng mà thằng nào kêu hợp, thằng nào tổ chức hợp. Thằng này được. Mày mày làm gì tao? Ủa mày chùm khu này hả mày? Tao buổi đời chơi lớn mày mấy buổi đời chở lợn thân à mày. Mày chơi gì anh? Bắt tay. Một vị lãnh đạo mà tôi hàng trù em. Trời ơi.